Tôi nhận được tin về Tùng. Hắn đang ở trong căn nhà quan gần biên giới. Đề nghị các đồng chí triển khai theo kế hoạch. Nhớ là hết sức cảnh giác, không để cho đối tượng thoát. Phải bằng mọi cách bắt sống đối tượng. Phải bắt sống hắn để mau chóng điều tra kết thúc vụ án. Tên Tùng này rất giỏi và mưu mô. Tất cả phải cẩn trọng. Chúng ta sẽ bao vây ngôi nhà này, không để cho tên Tùng trốn thoát. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Hành động. Ra là mày. Được. Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Mày làm tao thất vọng rồi đó. Ai? Tụi mày chơi trò Dương Đông Kích Tây hả? Tao không phục. Mày không phục? Được. Nếu mày thích, tao sẽ chơi với mày.
tao sẽ chơi cuộc chót với mày. Tao tiếc cho mày, một thằng học thức cao lại không dùng khả năng của mình làm việc có ích, mà toàn làm những chuyện hại người, đáng phải nhận hậu quả như vậy. Giải hắn đi. Tao sẽ về kiếm mày. Nhà của bà đẹp quá. Bà giỏi thiệt. Còn trẻ vậy mà đã có cả một cơ ngơi như vậy rồi. Bà thiệt là hạnh phúc quá. Cái gì cũng có cái giá của nó. Để đạt được mục đích, tôi đã đánh mất đi rất nhiều thứ, và nhất là người mẹ suốt đời đã hy sinh cho tôi. Ủa, mẹ bà với bà có chuyện gì hả? Phải, mẹ tôi buồn tôi nên không muốn ở đây nữa. Mẹ về nhà cũ của mình ở rồi. Bà giỏi giang và thành đạt, tại sao mẹ bà lại không ở chung với bà? Chuyện dài dòng lắm. Tôi không thể nào một lúc có thể tâm sự hết với bà được. Trong cuộc sống có những điều mình không thể chia sẻ được với bất cứ ai. Ngay cả mẹ ruột của tôi, tôi cũng có lúc không thể nào đồng cảm với mẹ được. Có lẽ mẹ tôi đã làm đúng tất cả vì tôi mà mọi việc đã trở nên tồi tệ đến như vậy. Tôi bắt đầu hiểu ra, trong cuộc sống cái hạnh phúc lớn nhất không phải là cuộc sống xa hoa, mà cái quý nhất là sự yêu thương đùm bọc của những người thân thuộc của mình. Nhưng dù sao, tôi cũng khuyên bà phải cố gắng vượt qua. Tôi tin là bà và bác sẽ sống hòa thuận. Bác sẽ dang rộng vòng tay yêu thương để đón nhận bà về thôi. Thôi, đừng có nhắc chuyện buồn của tôi nữa. Bây giờ tụi mình ghé qua nhà thầy Nhân thăm thầy với chị Nhàn nha. Ừ, tụi mình qua thầy liền đi. Lâu quá rồi không có gặp thầy, không biết sức khỏe của thầy dạo này ra sao nữa. Ừ, vậy nha. Chờ tôi xíu. Ừ. Thank you.
Mình vô đi. Thầy. Dạ chào thầy. Thầy chào hai đứa, ngồi đi. Dạ. Dạ. Lâu quá thầy không gặp Trúc đó. Dạ. Bữa nay Trúc từ Mỹ về, con dẫn đến thăm thầy. Bây giờ cuộc sống của em bên Mỹ thế nào? Dạ, em cảm ơn thầy còn nhớ tới em. Cuộc sống của em bên đó cũng ổn rồi thầy. Hai đứa uống nước đi. Sức khỏe của thầy và chị Nhàn có tốt không ạ? À? Em nghe Lan nói là chị Nhàn chữa được mắt rồi phải không thầy? Đúng rồi em. Con gái của thầy đã nhìn thấy được rồi. Bây giờ sức khỏe nó rất là tốt. Để thầy vô gọi nó nghe. Dạ, hai đứa dạ. Ngồi chơi nghe. Con ơi. Lan, cái này mày chết với tao. Mày chết với tao rồi. Anh Long. Mày... Anh Long à. Tránh ra. Anh làm cái gì vậy? Mày... Tránh ra. Mày... Buông nó ra. Long à. Đứng lại. Có chuyện gì? Nè. Trời ơi, buông nó ra. Trời ơi. Thầy. 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 Không lẽ, không lẽ ông ta chính là ba của mình sao? Làm sao vậy? Ba, 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 ba. Buông ra. Anh định làm gì ba tôi nữa vậy? Anh định hại ba tôi nữa hả? Không có tôi... Anh tránh ra. Tôi không hại ba cô đâu. Tôi đưa thầy đi cấp cứu nhanh lên đi. Tôi đưa thầy đi cấp cứu mà. Cô giúp tôi nha. Làm ơn đi. Đưa thầy đi cấp cứu đi mà. Làm ơn đi. Đưa thầy đi liền nhanh lên đi. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba ơi thầy. Con trai của bà phụ bạc tôi, lừa dối tôi, nên tôi mới nghĩ ra cách trả thù. Tôi không ngờ cuối cùng lại nhận kết quả như vậy. Tôi đã gián tiếp hại chết bà. Tôi có lỗi với bà. Tôi xin bà hãy tha lỗi cho tôi. Thì ra đây là nhà của thầy giáo nhân. Mày không ngờ tao tìm đến đây để hỏi tội mày đúng không? Đúng là trái đất tròn. Ông tìm tôi để làm gì? Tìm mày để làm gì hả? Mày báo công an bắt tao. Tài sản của tao bị niêm phong. Rồi mày chiếm đoạt tài sản của tao. Mà mày đứng tên. Mày giỏi lắm. Tao không ngờ sau tiếng này có ngày bị con ranh ma như mày xỏ mũi. Ông muốn gì? Muốn gì hả? Mau trả hết tài sản lại cho tao. Những tài sản của ông là những tài sản phi pháp. Tôi không cần những thứ đó nữa. Vậy thì tốt lắm. Mau đi theo tao tới ngân hàng, rút hết cái số tiền mày đã đứng tên, kể cả căn nhà mày đang ở, bán đi, mày chuyển gấp tiền cho tao, mày hiểu chưa?
Nếu mày không lo, mày đừng có trách tao. Đứng dậy. Tôi không đi đâu hết. Tất cả những tài sản của ông tôi sẽ giao nộp cho công an. Ông buông tôi ra. Mày có làm không? Thầy ơi, thầy. Thầy ơi, thầy có trong nhà không? Nhận ơi, nhận. Nè, cô biết sao không? Cô có sao không? Để tôi đưa cô vô bệnh viện nghe. Chị yên tâm đi, thầy không sao đâu. Bác sao rồi em? Bà đã cấp cứu ở trong đó đó. Em cũng không biết nữa. Không sao đâu. Bác sĩ, ai là người nhà của ông Nhân? Tôi. Dạ, thưa bác sĩ, là tôi nè. Ông Nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển ông đến phòng chăm sóc đặc biệt. Dạ. Anh chị hãy đến đó để thăm ông. Dạ. Đây, đi hướng này quẹo trái. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Còn gặp Sáu Tiên ở làng chài. Dạ em mời anh ngồi. Nè anh. Ngồi xuống ăn cho no đi. Đêm qua tôi ngồi trên bãi biển, thấy cậu nằm dài trên cát, người thì ướt sũng. Vì vậy chúng tôi đưa cậu về nhà thay đồ và sửa ấm cho cậu. Thấy hơi thở cậu đều đặn trở lại thì tôi biết cậu không có sao hết. Tôi cá với ông bạn của tôi nè, cậu ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi. Sao rồi, chịu thua tôi chưa? Chiếc vali này của cậu phải không? Dạ đúng rồi, cảm ơn anh. Trong đó có gì? Dạ. Mấy bịch bột trắng phải không? Nè, cô có sao không? Dạ, con cũng gặp Sáu Tiếng ở nhà thầy Nhân. Lúc hắn uy hiếp cô Lan. Dạ, theo lời khai của cô Lan thì Sáu Tiếng là một người làm ăn bất chính, đi ra ngoài thường xuyên, ít khi ở nhà. Thậm chí có khi hắn đi cả tuần mới về. Dạ, tôi muốn đưa cho các anh cái này. Tôi hy vọng là các anh sẽ giữ bí mật, đừng để lộ thông tin là tôi đã cung cấp cho ai biết. Cộng với giọng nói của Sáu Tiếng nói chuyện để ghi âm những ví dụ Hồng không cho lật kèo mà cô Lan đã cung cấp cho chúng ta đã được ghi lại trên USB, trùng với giọng nói của Ba Lành mà chúng ta đã thu thập được,
so sánh thời gian đi và về này có sự trùng khớp với sự xuất hiện của Ba Lành. Điều đó chứng tỏ sau tiên chính là Ba Lành, thưa chú. Con nói rất đúng, đó chỉ là một người thôi. Alo, tôi nghe. Sao? Ba Lệnh đang ở trên trang trại Long Thành à? Ờ, được. Nè, nói với anh em phải bám sát hắn, không được để hắn chạy thoát. Ừ. Ba Lệnh đang ở Long Thành hả chú? Ừ. Ngồi xuống đi. Con nhận định rất đúng. Sáu tiếng chính là Ba Lệnh. Bây giờ con cho tập hợp toàn đội để nghe chỉ thị phương án tác chiến. Phải tóm gọn mẻ lưới lớn này. Dạ rõ. Ba, ba ráng ăn miếng cháo nha. Ba còn đau lắm, ba ăn không nổi đâu. Ba không có chịu ăn thì lấy sức đâu hả ba? À, hay là con đi pha nước cam cho ba uống nha. Không cần đâu con. Mọi người sao rồi hả con? Dạ, Lan á ba, bị 6 tiếng rạch bên mặt, để lại một vết sẹo. Trời ơi, sao mà tội nghiệp nó quá vậy? Rồi, rồi bây giờ nó làm sao rồi con? Bây giờ Lan cũng đỡ lắm rồi. Có điều á, cái vết sẹo để lại dài lắm, chắc phải mất nhiều thời gian lắm mới lành đó ba. Khi nào con gọi điện thoại á, nói ba gửi lời thăm nó nghe chưa? Con biết rồi ba. À, ba à. Ừ? Con muốn nói với ba một điều này. Nhưng mà ba ơi, ba phải ráng bình tĩnh con mới nói được nha ba. Con à, cuộc đời ba đã đương đầu với nhiều chuyện gian nan rồi. Đâu phải yếu đuối như con đâu. Có chuyện gì con cứ nói đi. Ba, thằng Long, người mà đã đâm ba đó, chính là em ruột của con, là con trai của ba đó. Con nói cái gì vậy? Làm sao mà có chuyện đó xảy ra được chứ? Làm sao thằng đó là con của ba được? Ba ơi, theo yêu cầu của Long, bệnh viện đã xét nghiệm ADN của ba và Long, và kết quả đúng như vậy đó ba. Long còn gửi cho con một bức thư mà chính tay của mẹ đã gửi cho Long lúc Long còn ở trong trại cai nghiện á. Trước khi mẹ con tự tử vì bị 6 tiếng phụ bạc, ép buộc mẹ con phải ly dị. Ba, đây là lá thư của mẹ nè, ba xem đi. Ba nhìn kỹ coi phải là nét chữ của mẹ không ba? Đúng rồi con. Đúng, đúng là nét chữ của mẹ con rồi. Thank you.
Chắc đây là quả báo cho mình vì những gì mình đã gây ra cho mọi người. Cuối cùng, rồi mình được cái gì chứ? Có tài sản rồi, nhưng không có má ở bên cạnh, làm cho thầy Nhân bị trọng thương. Mình lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con chưa tượng hình. Giờ đây, chỉ còn lại một mình với vết sẹo này mà thôi. Ba ơi, bình tĩnh đi ba. Tại sao vậy? Tại sao đến cuối đời này mà ba vẫn còn phạm sai lầm nữa vậy cô? Chỉ vì ba không đủ dũng cảm và lòng vị tha, ba đã đẩy mẹ con vào cái con đường như vậy. Ba đã gián tiếp hại mẹ con và em trai của con rồi. Nhàn ơi, ba không thể nào tha thứ cho bản thân mình được nữa. Ba ơi, ba đừng có tự trách mình nữa ba. Ba không có lỗi gì hết á. Ba ơi, mẹ con quyết định ra đi là vì mặc cảm tội lỗi. Ba ơi, ba đừng có xúc động quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ba đó ba. Bây giờ thằng Long nó làm sao hả con? Nó ân hận việc làm của nó lắm. Nó muốn ra đầu thú. Trời ơi, tội nghiệp con tôi quá. Con của tôi. Bây giờ nó ở đâu, ba muốn gặp nó. Tất cả lỗi lầm của nó là do ba. Ba đã không nuôi nấng, không có dạy dỗ nó đàng hoàng. Ba còn yếu lắm, ba chưa có đi được đâu ba. Vài bữa nữa nha ba. Ba ráng nghỉ ngơi đi, rồi con sẽ đưa ba đi kiếm nó nha ba. Cũng được. À con nè, con lấy viết cho ba đi. Ba phải làm đơn bãi nại cho nó, vì như vậy mới mong được giảm tội nhẹ con à. Con biết rồi. Ba nghỉ ngơi chút đi ba. Trời ơi, tại sao vậy bà? Tại sao vậy? Tất cả là lỗi ở tôi. Sao đời con lại khổ như vậy chứ? Má, đó là do con làm.
con phải nhận lấy. Con chỉ xin má hãy tha lỗi cho con đi má. Con người mẹ nào mà bỏ con đâu chứ. Má chỉ thấy đau lòng khi thấy con phải nếm trải nhiều cái đắng mùi đời đến như vậy. Vì con không nghe lời má, con đã đi sai đường. Con biết lỗi của con rồi. Con đã ra công an, con trả hết tài sản con đã chiếm của ông ấy. Bây giờ con hỏi với má, con sẽ làm lại từ đầu. Con tin qua sự vấp ngã quá lớn này, có má luôn bên con, rồi con sẽ đứng lên được, đúng không má? Con của má đã lớn thật rồi. Má, con đã gặp được ba nhân rồi, nhưng cuộc gặp thật trớ trêu. Chính con đã lỡ tay đâm con dao vào người ba nhân, khiến ba nhân phải vào bệnh viện. Con thật sự hối hận vì sự nông nổi trả thù của mình. Bây giờ con phải làm sao hả mẹ? Cũng may ba nhân sức khỏe đang dần hồi phục. Nếu không, cho dù con có chết ngàn lần cũng không thể xóa được tội lỗi này. Con gặp được cả chị Nhàn nữa. Con thật sự bất ngờ khi cả nhà ta đã đoàn tụ, chỉ còn mẹ là ra đi vĩnh viễn mà thôi. Mẹ có linh thiêng, mẹ về đây phù hộ cho gia đình, cho ba con nha mẹ. Cho anh xin lỗi những gì anh đã gây ra cho em nha Trúc. Anh biết em đau khổ lắm, nhưng có lẽ những tháng ngày đó là thời gian quá bồng bột và nông nổi nhất thời của anh. Anh vẫn mong là em hãy tha thứ cho anh. Long. Dạ. Em có biết là Trúc đã có một đứa con trai 2 tuổi là con của em không? Con trai Trúc, có thiệt không em? À đúng rồi, có lần em nói với anh là em có thai, thì ra cái thai đó là em còn giữ hả?
Anh thật sự có lỗi với em quá, Trúc ơi. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng phải biết sửa chữa để xóa hết nỗi niềm và tổn thương đó, mà đón nhận thực tại thì lòng Trúc mình mới thanh thản hơn. Trúc à, em có thể tha thứ tội cho Long được không em? Thật sự anh cũng không dám xin em tha thứ, vì anh đã gieo cho em biết bao đau khổ trong suốt thời gian qua. Anh chỉ xin em được gặp con của anh trước khi anh đi tự thú. Và anh chỉ xin sau khi anh mãn hạn tù, anh sẽ được chăm sóc con, có được không em? Em đem con về đây, thật sự em chỉ mong được gặp anh, để cho con được biết mặt anh, rồi em sẽ đem nó về Mỹ. Nhưng hôm nay nghe những lời anh nói, em thật sự hạnh phúc khi anh đã biết quay về. Có người phụ nữ nào mà muốn con mình không cha đâu anh. Trúc ơi, anh mới thật sự là người hạnh phúc nè. Khi mà nghe em nói những điều này, anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Hay ha, tự nhiên được một cái anh được lên chức dượng luôn đó. Anh tính làm dượng của ai? Thì là con của Long, mà Long là em vợ của anh, cho nên là con của Long phải gọi anh là dượng, đúng không bà xã? Cái gì? Ai bà xã của anh? Anh này, anh này, anh chết đi. Đứng lại, đứng lại đó. Anh xin đứng lại đó. Anh không ngờ mình lại may mắn có được người yêu tuyệt vời như em. Anh mồ côi từ nhỏ, không người thân, không họ hàng. Vậy mà bây giờ anh sắp sửa có một gia đình lớn. Đúng là nằm mơ, anh cũng không bao giờ dám mơ tới nữa. Anh này, sao dám hôn em ở đây? Thôi nè, thôi lại. Hơn nữa. Đứng anh lại. Thôi. Đứng lại. Thôi. Anh xin. Đứng lại chờ em với. Anh xin. Anh xin. Trúc, anh đã làm thì anh phải nhận trách nhiệm của mình. Ngày mai anh sẽ đi tự thú. Anh không muốn mình cứ phải rai rứt trong lòng vì chuyện anh đã đâm ba, hay những chuyện xấu xa mà trước đây anh đã gây ra cho mọi người. Anh phải hoàn toàn trong sạch để có thể đón chào những ngày mới tốt đẹp hơn. Nếu như em vẫn còn yêu anh thì hãy ủng hộ anh và cho anh thêm nghị lực, có được không em? Lan, Long còn nhớ căn nhà mà tôi đã lấy của Long không? Tôi chỉ giận lúc đó nên mới lấy nó thôi, nhưng tôi không cần nó. Nay Long quay về, tôi xin trả lại cho chủ nhân của nó. Và tôi nghĩ gia đình của hai bạn lúc này cũng cần một mái ấm. Tôi thật sự không dám nhận lại căn nhà đó. Long cứ nhận lại đi, tôi xin Long đó. Có nhà thì Long mới lo được cho Trúc và con của hai người được chứ. Nhà nào vậy Lan? Sao tôi không biết vậy? Có lẽ Trúc không nên biết. Cái gì đã qua để cho nó qua đi, nên cho nó quay về quá khứ.
Còn bây giờ chúng ta nên chấp nhận hiện tại được không? Cho Long xin lỗi Lan nha. Anh chào anh. Anh ba, có động tĩnh gì ở bên ngoài không? Dạ thưa anh, không có gì. Vậy là bọn cướp chưa biết tàu sông ở đây. Anh ba ở đây rất là an toàn. Với vô bọc chủ trang trại bò sữa, lúc nào cũng làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, rất được bà con quý mến. Thì ai mà nghi ngờ, kể cả Thánh á, thì cũng không nghĩ anh lộng trùng ma túy. Tôi thấy anh ba ở đây là an toàn nhất. Không được chủ quan. Thân phận Sáu Tiến, chủ công ty môi giới nhà đất ở Sài Gòn, mà bị thằng Phan nó phát hiện rồi. Trước sau gì nó cũng mò tới đây thôi. Vậy bây giờ tính sao anh? Phải rời khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Hay mình chờ tới tối xuất phát anh. Bây giờ em phải cho người sắp xếp nữa. Mày đã chuẩn bị kế hoạch xong chưa? Dạ rồi anh. Phải thay đổi kế hoạch. Lên đường ngay, chỗ này nguy hiểm lắm rồi. Bắt buộc là phải đi sớm hơn dự kiến. Tên Phan không phải là đứa trẻ như mình nghĩ đâu. Dạ, em biết rồi. Dạ, em chào anh. Anh, có chiếc xe chạy vô. Bây giờ làm sao đây? Xe chuẩn bị ra, giờ sao anh? Cho anh em đuôi lại, chờ hiệu lệnh. Rõ. Báo cáo, bọn chúng chuẩn bị xuất phát. Trên xe có chở cọp. Có đúng là chở cọp không? Dạ chính xác. Một nhóm bám sát theo dõi đối tượng, nhóm thứ hai theo dõi ngôi nhà. Rõ.
Alo chú nghe. Báo cáo chú, cầm ra khỏi hang, chúng ta có bắt nóng không ạ? Không được. Có thể hắn chơi trò điều hổ ly sơn. Có khả năng là kẻ giả dạng thế giai. Cứ bám sát đối tượng đi, chờ lúc thuận tiện hay hành động. Nhớ tránh xa khu dân cư, nhằm tránh thương vong cho thường dân. Dạ, con hiểu. Trộm. Tôi bị bắt ép mà. Mấy anh tha cho tôi. Vậy đâu sẽ rõ. Tha cho dạ, tôi. Dạ báo cáo. Đã bắt gọn được bọn chúng. Phải mà. Dạ anh ba. Sao? Bên ngoài sao rồi? Dạ vẫn bình thường anh. Không một bóng người. Giờ này chắc bọn công an đang theo dõi ba lành giả. Vì vậy nếu có người bị bắt thì chỉ có anh Hồng bị bắt thôi. Đừng có chủ quan. Dạ. Ra kiểm tra một lần nữa trước khi rời khỏi đây. Mau. Dạ em biết rồi. Chiếc xe tải chuẩn bị rời khỏi hang. Tất cả vào vị trí. Rõ. Mình đi. Dạ. Tặng ra. Tất cả đã bị bao vây. Bỏ súng xuống để đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nếu chống cự sẽ bị tiêu diệt. Đứng lại.
Ông đã bị bắt. Tôi ta là Sáu Tiếng mà. Đúng, ông là Sáu Tiếng, nhưng cũng là tên Ba Lành, trùm ma túy giống ông. Đi. Phạm Trung Nhân được phép nói với bị cáo Trần Văn Long về mức xử phạt của tòa đối với bị cáo. Thưa quý tòa, căn cứ theo điều 114 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây nguy hại cho sức khỏe của người khác, căn cứ theo đơn xin bãi nại của bị can Phạm Trung Nhân và cô Nguyễn Thúy Lan, xét thấy sự ăn năn của bị cáo Trần Văn Long, bị cáo Long đã ra đầu thú. Xét động cơ ban đầu, bị cáo Trần Văn Long cố ý mưu sát cô Nguyễn Thúy Lan, nhưng sau đó lại vô tình gây thương tích cho ông Phạm Trung Nhân. Sau khi hội thẩm, chúng tôi đề nghị vẫn khép tội bị cáo Trần Văn Long vào khung hình phạt cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng lãnh hình phạt thấp nhất là 6 tháng tù giam, quyết định có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. Thưa quý tòa, xin hết. Mời tất cả mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Tòa tuyên án quyết định bị cáo Trần Văn Long lãnh mức hình phạt 6 tháng tù giam, quyết định có hiệu lực kể từ ngày tòa tuyên án. Bãi tòa. Ba. Anh Long. Anh Long. Long ơi, anh Long. Long à. Long. Long. Dạ. Ba. Ba. Các anh, cho phép thầy tôi nói chuyện với phạm nhân một chút được không? Được rồi,
Cảm ơn thầy. Lòng à, ba, ba, ba đã thấy khỏe chưa ba? Ba hồi phục chưa ba? Ba có ăn uống đầy đủ không vậy ba? Ba khỏe rồi, con đừng có lo lắng cho ba. Nghe, chuyện này mới là lỗi của ba. Con không cần ăn năn gì đâu. Nghe lời ba, cố gắng cải tạo cho tốt, rồi trở về. Ba với chị đợi con về nghe. Nghe không? Lòng ạ, ai cũng mắc phải lỗi lầm. Cái quan trọng á là mình phải biết đứng dậy làm lại từ đầu nha em. Em còn trẻ lắm, tương lai em còn dài lắm. Không nên mặc cảm chuyện quá khứ, em phải cố lên nha. Em thấy có lẽ như vậy sẽ hay hơn. Em có thời gian để mà suy nghĩ lại cuộc sống mình vừa qua. Thối hưởng thụ, ích kỷ đã biến em thành một con thú mà em không hề hay biết. Chính em là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ mà em không hề hay biết. Con à, con nghe mà nói nè, ai sinh ra cũng có số phận hết con à. Cách tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm của con đối với mẹ là con phải cải tạo cho thật tốt, để sau này con về có ích cho xã hội nha con. Nghe không? Bà nói đúng đó Long. Chị tin mẹ ở nơi chín suối, mẹ cũng sẽ mỉm cười. Tại vì mẹ biết con trai của mẹ đã thay đổi, con trai của mẹ làm lại cuộc đời. Em hãy coi những sai lầm vừa qua là một bài học đắt giá. Phải cảnh tỉnh lương tâm của mình trước khi quá muộn. Con rất mừng ba với chị không những không ghét con mà còn ủng hộ con. Con hứa, hứa không để ba với chị thất vọng đâu. Ngoan. Trúc à, qua đây với Long đi con. Trúc à, em cố gắng, anh sẽ về sớm để đoàn tụ với con và em. Em và con sẽ đợi anh. Xin lỗi đã hết giờ. Ba ơi. Anh Long. Anh Long. Các đồng chí đã làm tốt lắm. Chúng ta không ai bị thương vong. Bọn tội phạm có hai tên chống trả bằng vũ khí đã bị đồng chí Dũng và đồng chí Phan bắn trọng thương. Nói chung, chúng ta đã bắt sống được toàn bộ bọn chúng. Như vậy, rất tốt cho việc điều tra kết thúc chuyên án. Nhất là chúng ta bắt được tên trùm ma túy giấu mặt Ba Lành. Sau một thời gian củng cố chứng cứ và hồ sơ của bọn tội phạm trong và ngoài nước, với những tin tức quý giá của trinh sát tài trí của chúng ta với bí danh là H1, chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ để đưa tất cả bọn tội phạm ra trước vành móng ngựa. Giờ đây chúng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sáng đây tôi xin báo cáo với các đồng chí, tôi vừa nhận được tin chính thức từ cấp trên. Xin chúc mừng đồng chí H1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và đồng chí H1 đã được đề bạt lên chức thiếu tá. Xin chúc mừng đồng chí. Cảm ơn chúng. Con xin cố gắng phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo đã giao phó. Tốt lắm. Một lần nữa, chúng ta hoan nghênh những chiến công của H1 đã mang về cho đội trọng án của chúng ta. Xin chúc mừng nha. Chúc mừng. Chúc mừng cậu. Cảm ơn. Chúc mừng. Chúc mừng anh. Cảm ơn tất cả các đồng chí. Chúc mừng anh. Cảm ơn. Chúc mừng anh. Dạ. Chúc mừng anh. Cảm ơn.